Xin chào các bạn. Hôm nay Sinh sẽ đưa các bạn đến xã Quảng Lạc của thành phố Lạng Sơn để tham dự lễ lẩu then của bà Then Then. Đây bà Then Then đây này. Bà đấy đang giơ tay đấy, xin chào đấy. Mọi người đang chuẩn bị các thứ để làm lễ. Phải thầm này cái à, mà các thằng mày 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 phao luôn. Các nạn dân thì hổ lâu đây. Mày bỏ rồi đấy mà. Mày mày phao được không? Mày chạy cái tao mày bé. Mày phao cái khay. Mà bà chích khóng đều. Chúng ta sẽ cùng chờ xem lễ của bà Then Then nhé. Hả bà? Cái này á? Vâng. Bà đang làm cái này là làm cái chạm. Treo lên cái chạm này nhé. Hóa ra là nhà đây. Hóa ra nhà đây. Vâng. Bà đang làm cái này treo lên cái chạm này. Hôm nọ mừng thọ bà phụ nhỉ? Vâng. Treo lên đây, không phải để gánh lúa à? Treo như thế nào? Cái chạm mạng gánh lúa. Vâng. Bà đang làm cái này. Vâng. Bây giờ là bà Then là tán chức. Vâng. Treo lên đây. Cái này có thang lên được. Tôi là ăn khẩu ào mà cái này làm gì có ư. Bây giờ bộ cái khẩu này khẩu quay là khẩu trăm mà về tìm cái tăng chức cả tăng chức cả tăng chức cả một cái này vâng cái này đây treo cẩn thận nín thở nhá đấy bà này bà Then đấy vâng bà đấy rồi biết à bà này bà Then Then đấy bà Then Then đấy đây là bà Then Then này Quảng Lạc thang này hơi thấp phải không đây bên trong này có rất nhiều các ông Then bà Then này nhiều các con thớ à, trẻ măng ấy đây các con thớ của bà Then Then trẻ măng này toàn Then trẻ thôi rất là nhiều đứng kia là Then Vĩnh Hoàng bà ấy thế là bà có bao nhiêu con thớ à bà đó vâng. Tất cả từng ngày con hả đấy con cứ đến 10 người 16 à 10 cái là con 16 người 16 người á ừ. Ủa hôm nay đến hết chứ đến hết đấy dạ. Còn một người chưa đến dạ, dạ. Đây có phải con không phải con hết đây con đó đệ tử đấy à. Ủa 16 người, 16 con thớ, 16 đệ tử. Các thầy đang làm cắt giấy à? Hôm nay gió mát nhỉ? Hôm nay gió mát. Chú thầy chú Sinh à? Đâu? Dạ. Anh chú Sinh à? Phải ạ. Anh ở đâu anh? Anh ở dưới này. Anh ở dưới này à? Anh đi hát phải không? Anh đi thẩm mỹ, đi mát xa bì hơi. Chào anh chào nha. Thế đây là vừa làm lẩu Then thăng chức xong rồi vừa là cấp sắc luôn à? Chúng cấp sắc cấp sắc chỉ có một lần thôi. À. Cấp sắc giống như kiểu mình là tốt nghiệp đại học ấy là mình có bằng là chỉ cấp, một lần cấp bằng thôi. Đấy. Thế còn thăng đây cấp là sắc là chỉ có một lần thôi. Đây là nâng sắc. Còn cái là tăng sắc. Tăng sắc. À. Tăng với tăng cấp bậc lên. Tăng cấp bậc lên. Tăng chức vị lên, tăng vị mà. Bà này cũng quen lắm rồi bà. Đây là con thơ đầu tiên. Vâng. Con cả của bà Then. À. Bà Then tiên trong đây này. Trước mới làm lẩu Then này xong. Con nó gặp ở chợ ấy. Con nó gặp cô ở chợ ấy. Gặp cô chợ với Then Lộc ấy. Đấy, thế á, không phải thằng hôm đó vào quay của bác. Bà này lúc trước cũng làm Then mà. Mới làm lẩu Then ở trong kia đây này. Dạ, mình ở trong kia, hôm đó có một... Ở chỗ nào ạ? Một chú ở Lộc Bình đấy quay đây, không phải luôn không, à. Không phải cháu đâu. Không phải cháu đâu, lúc trước là chú khác. Không phải đâu đây. Vâng. Tưởng là thế là lễ Then, lẩu Then tăng cấp, tăng sắc, tăng binh, tăng sắc phải không? Tăng binh, tăng sắc cho con trai của bà Then Then phải không? Ừ. Con trai cũng là làm thầy luôn. Bác khỏe? Dạ. Bác khỏe? Vâng ạ.
đấy, các con thớ của then nhiều then trẻ nha, toàn then trẻ măng ấy, chào chú ạ, toàn then trẻ măng luôn. Đây có then Vĩnh Hoàng trẻ nhất đây. Vĩnh Hoàng là già rồi. Già rồi. Đẹp trai lắm cơ. Đông đông viên viên nhỉ. Tất cả đây có 16 trai lắm à. 16 người con thớ. Và 16 con thớ. Không tính các cháu đâu phải không? Không. Các con còn nhiều. Vâng ạ. Mẹ già mẹ đeo vòng với gì? Kim ngải gì? Đeo vòng nào? À đồng thay mấy này. Con thớ của thêm thêm đây. Nó xịt cháy rồi không đấy à? Nó xịt cháy ba rồi không? Theo như lời của then Vĩnh Hoàng kia đang đứng kia, thì là hôm nay là lễ lẩu then tăng binh tăng sắc cho con trai của then Khen này. Vâng ạ. Vâng. Ô, các con thớ của then Khen toàn then nam hay sao nhỉ? Không có then nữ mấy đâu nhỉ? Ít nữ lắm nhỉ? Có hai nữ đây. Có mấy con cái nữ. À. Then Khen toàn chọn các con thớ đẹp trai hay sao ấy? Đúng rồi, không đẹp không đấy. Con trai đẹp vâng. Dạ. Đang xem ai làm đấy, hôm nọ Vĩnh Hoàng làm lên trực tiếp nhỉ, hôm qua nhỉ, hôm kia nhỉ? Hôm qua làm đâu đấy? Hôm qua em làm ở nhà. Vĩnh Hoàng hôm nọ chả trực tiếp đâu. Có lâu. Đi thì trực tiếp, không có đi lấy cái gì về trực tiếp. Đi lại trực tiếp à? Xem kéo mới biết là thêm nam ấy, không là thêm nữ. Xem kéo là mới biết là con trai. Đúng rồi. Đây cũng là con thớ của Then Khen đây, là Then Lộc đây này. Thanh Lộc ở Chi Lăng nhỉ, Tiên Trạch. Con An. Người đã sinh là mặc màu đỏ này trông như người Ấn Độ ấy. Căng đỏ nữa. Văn An hiện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn. À Văn An hiện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn. À. Vâng. Xin chào. Cột là 35 lầu nhỉ. Xin chào 12 trên hình các anh em. Vâng, xin chào khán giả thôi. Trên Face. Vâng ạ. Trên YouTube ạ. YouTube ạ. YouTube. À, các kéo là Mr. Khải luôn. Đây là bà Khen Khen đây này. Đúng rồi. Người đẹp lại có răng vàng trẻ đã xinh lắm. Đây này thấy chưa? Răng vàng. Khải Then Khen này. Vâng. Đây con thớ đây. Là đệ tử. Đệ tử đây. Xin chào. Tiếng Tây gọi là tiếng Tây tiếng Nùng gọi là con thớ. Giới thiệu là con mẹ lòng đất. Lục sở then Khen đây, còn tất cả các con thớ. Từ chuyên môn của nghề làm then gọi là con thớ. Tất cả là 6 con thớ hết rồi. Vâng. Đây đàn này đàn con thớ. Đây là đàn con thớ đây. À. Anh này cũng con thớ á? Con thớ hết. À đấy ạ. Mẹ Khen là lát chủ rồi. Vâng. Lát chủ. Vâng. Thế là cầm mẹ then là cầm cờ, xong đoàn quân này bắt đi theo đấy. Đúng rồi. Phải. Sư tổ rồi. Đúng. Có mẹ, có con. Con mẹ không thể gian con. Vâng. Mẹ không bố thì có con. Thầy cha thầy thợ cũng là sự công minh quan sư phụ. Không có mẹ không có con. Tìm chưa thấy. Các bố mẹ sinh các con cũng sinh. Chính như biết tay lọc bộ phần ít. Các bố mẹ sinh các con cũng sinh. Đóng nào đóng đấy. Thôi, con yêu của mẹ được rồi. Mẹ cũng đem con lấy của mẹ được rồi. Thầy mặc áo đỏ, quần đỏ, có cái quần đỏ nữa thì đẹp, khăn đỏ, áo đỏ rồi. Tất đỏ nhá. Tất đỏ rồi. Chỉ còn thiếu quần đỏ thôi. Cá bên trong hòm người cũng được. Xong bắt đầu có nhảy múa giống Ấn Độ luôn đấy. Ấn Độ là cái gì Việt Nam? Ấn Độ đấy. Mít lọc đấy. Tụi ba đó. Tụi ba đã có kêu. Tụi ba đâu? Đấy, căng cà phê, căng chỗ cà phê. Nghe cắn con một cái mà nó căng cà phê. Mít lọc đấy này.
Đây lấy cái này tốt. Các bạn lấy cái đó chót thế. Thế mà cũng dễ quá. Lấy cái sáu đi. Số hổ thôi. Anh em đi này. Cứ nước cắp, cứ nước cắp. Lúc mà phải chăng. Cứ nước cắp, cứ nước cắp. Cứ nước cắp, cứ nước cắp. Ném bên trái này. Em kiếm thằng con trái. Đặt số hổ đi. Ném bên trời. Bán mọng đừng tẩy kéo thật mà nè. Đấy, đồng bông hoa đẹp quá rồi. Đập hạt mấy nắng này, hơi bị thu mê ông đắm đi. Nhiều lại coi. Còn lạc mấy con lạc chín nữa. Cô khẩu lên phải bị. Sửa ô, mèo lạc lạc ở lúc. Cô ơi, cô, thì cô. Cô ăn phai cái nước nữ bây. Dễ dễ nữ tiếp theo ta. Cô đã làm then chưa? Cô làm then chưa? Chuẩn bị. Chuẩn bị à? À. Làm cái trên kia xong mới được. Xong cô sắp lại đi làm then chưa? Cô á? Ừ? Cô sắp cả rồi đó, chưa biết hôm nào cúp rồi. À, chưa cấp à? Hay đi theo cái thầy nhỉ? Thầy gọi thế, đi đi. Thế là sắp làm rồi đấy. Sắp làm rồi. Chờ bà không? Này, bà này kinh ở Long Cong đó luôn. Cụ còn xuống nữa. Này bà nặng nào? Bà cũng làm đấy, cụ xuống mầm ngay đấy. Hôm nọ kho nọ 12 tháng 10 các then đi nhiều nhỉ, đi hội, đi chợ nhiều, đi hội nhiều nhỉ. Đi xong mà bọn bên mạng bọn bảo bà hôm nọ đi vào ấy, nó bảo bà ý cái bà này làm then cả thấy lên trên hình người nó lên trên hình lên trên hình người lên tình hình rồi. Con nó có hát không nhỉ? Con nó bà. Không biết các người tại sao lấy mẹ lên như thế nhỉ? Mẹ sinh gái. Mẹ sinh gái. Đây có khéo kim đây này, kim đồng tiền cái khéo. Cười nó sáng ra. Bà. Như như. Đây được. Như như. Tao ăn khéo bố thì chúc tao với tao nét đấy. Thầy này là con trai của Thanh Khen này. Con trai then khen là cũng làm then à? Có làm thầy pháp không? Đấy hôm nay là pháp làm then luôn. Vừa làm thầy pháp luôn á? Ừ. Then khen đang thầy chụp ảnh nhé. Đấy. Chào mọi người đấy, chào lên Facebook rồi đấy. Xem. Quán này ông ấy là pha tặng cắm luôn đấy. Đã rồi. Em đã. Anh Lộc đẹp chưa? Thật sự cũng sớm này. Hả? Pha tặng cắm luôn rồi. Em đã được thành do. Xem kem ha. Xem kem. Sát cả quạng. Sát cả quạng. Thêm chọc không phải thêm kem. Thành trọng đấy, con dài thôi. Thành phố Lạc Sơn. Thành phố Lạc Sơn nè. Thành phố Lạc Sơn nè. Thành phố Lạc Sơn. Nước Việt Nam này. Nước ngoài. Nước Việt Nam. Thằng là không, nước ngoài người ta không biết nước nào. Mình không phải. Sao gọi chị nó mới lo khăng khăng. Cái điểu. Đại thái đâu. Đại thái đâu. Xin chào Hoàng Nguyên nhé. Số này thì quen lắm. Thấy chứ, đi chợ nè. Đi hội sao? Đi hội nè. Đây chú đây anh. Không hay đi hội thằng Tết. Đi để tao nả lại luôn. Nhưng mà khen lộc bắt đầu càng khăn đỏ đấy. Ừ. Xinh lắm rồi. Bà trực tiếp à? Trên Facebook à? Facebook à? Vâng. Bà vừa giới thiệu vừa múa thế này mới được. Hai chị là giống nhau nhỉ? Con nghiệp. Không phải chị em không? Thử xem có phải chị em không? Giống lắm. Không phải đâu. Không phải. Chụp một cái đi lên Facebook xem có người ta phải nhìn chị em không? Không giống nhau, quay mặt ra đây mới được, tối lắm. Xem có phải chị em không? Xem có phải chị em không? Nhìn gần nhau rồi. Làm gì cái này khăn càng mới. Ừ, nhìn giống nhau mà. Nhìn giống không? Giống.
cái này đẹp không? Chụp một cái cho lên YouTube nào, tao tách tách tách. Ôi ôi xinh lắm rồi, đẹp lắm. Long xinh và đẹp. Xin chào hai chị em nhé. Hai chị em, có phải hai chị em không bà? Có phải ạ. À, nhà mình thấy giống nhau. Rất giống và nhau. Ừ. Nhưng mà không biết người nào người chị, người nào người em. Thử đoán xem. Có khi đây là chị rồi. Chị nuôi em gầy hơn một tí. Đúng rồi, chị cóng em nhiều quá. Ừ, chị cóng em nhiều. Chanh ăn của chị gầy hơn một tí. Chanh ăn ạ. Con lên phải. Bà đang cho lên Facebook à? Có ai xem không bà? Có người xem. Chứ, bà nhiều người xem lắm ấy. Chào các thầy then nhá. Cảm ơn em nhá. Đang làm nhà, chuẩn bị làm lò then đây. Các anh chị vào YouTube xem nhá, kênh Tiên Sinh TV. Đúng rồi. Sẽ có đầy đủ hết nhá. Không bà then chỉ quay một lúc thôi. Bà then chỉ quay một tí tí thôi. Then thầy này chắc trẻ nhất này. Đây. Còn một thầy còn trẻ nữa đây. Đây trẻ này. Chưa về đến rồi. Xong đến thầy này. Thầy nào trẻ nữa. Thầy này trẻ nhất. Thầy Dũng. Thầy Dũng trẻ hơn đó. Thầy Dũng này là. Thầy Dũng đây trẻ hơn phải không? Trẻ là được, mình thầy đi ngủ cho mới trẻ. Em chào chị, chào em nhé. Thầy nó ăn thảo cả. Thì bây giờ nó làm cả em đây. Khỏe quá. Đấy là con son cái lại lâu ra thật lộ á. Hello. Nhìn thấy cháu không cô? Xin chào các anh chị nha, kênh Tiên Sinh TV đây. Sao mà đi ra? YouTube, đi về YouTube. Sao? Hả? Dạ. Đi về sao mà làm lâu thế? Đến lúc mùng năm lúc trước mình mới thấy đấy. Dạ vâng. Tại vì cái điện thoại mình không nhìn thấy. Tại vì còn nhiều lắm, cháu chưa cho lên được. Cái sang khuôn đấy nè. Nhiều lắm. Vâng, nhiều cháu chưa cho lên thôi. Đi về tối ông cháu đánh. Ông chồng ơi, sao bao ông đã nhìn không thấy, chỉ thấy hát chim tí thôi. Chỉ bác xin thôi. Cho cái khen mà hôm nọ mười năm rồi mà thấy. Mà thèm đang live stream đấy. Đang live stream. Giới thiệu với mọi người đây. Có phạm thì kiếp này nhỉ? Các kỳ nông ơi, xin chào, đến đây là hết, kết thúc nhá. Kết thúc rồi vâng. Bà chuẩn bị làm lễ đây. Thế. Làm ở đâu má? Làm ở nhà má đấy em ơi. Anh này trẻ nha. Anh này không trẻ rồi, anh này 49 tuổi rồi. Làm ở nhà má đấy. 49 rồi. Nhà má. Bảo là 49 rồi. Bên kia là trẻ nhất đấy nhỉ? Hả? Thế nào? Đây, thế nào trẻ nhất? Thế nào? Anh đang ngồi đây này. Anh này trẻ nhất đấy. Tao trẻ thì tao trẻ, tao đang muốn lấy vợ này. Mười vợ mười tao còn lấy được vợ. Thật tao à? Chị cũng không. Lấy mình nhất nhất. Mày yeah. Đồng hồi quá, nhiều các thầy quá. Toàn thầy, thật tự quá. 16 con thớ nhưng chắc không đến hết đâu nhỉ. 16 người không đến hết đâu. Xong rồi. Cắt đi. Thôi nha, xin chào các vị đó. Làm được chuẩn bị xong rồi á? Vâng. Bây giờ các thầy bắt đầu làm lễ đây. Bây giờ làm 10 giờ rưỡi rồi. Chuẩn bị đi đường đấy, lên đường lên thiên đình ấy. Chuẩn bị bị lên ấy, báo cáo về thiên đình. Lên tình hình đấy. Lên tình hình rồi. Cẩn thận quét cả con dao đi đấy. Đó đây là sương muối. Của bà chắc 15 giải rồi chứ nhỉ? 15 giải á. Ở đây có ai 15 giải nữa không bà? 15 giải là hết rồi. Chắc chỉ có bà khen là 15 giải thôi, các khen khác chưa đến 15 đâu phải không? Bà này được chưa? Bà này được rồi phải không? Bà này trước vừa mày lục say ơi, mà ông mày. Vâng. Mày ơi. Mày kia đâu mà là. Ăn xong mày mang này ghé thêm chẳng hạn. Anh em
Xem thêm Vĩnh Hoàng à, xem thêm Vĩnh Hoàng bày lễ đẹp quá nhỉ. Em phải lấy cái hồ sẵn ở trong. Đây là cho, đây là những cái chai rượu mừng rượu hỷ. Cái này còn cho em đấy, cái này có cái này cho các nhà tướng nhà thầy. À, dạ không, cháu để màn hình tối. Em để màn hình tối. Đây rồi, thấy mà để màn hình tối cho nó pin nó được lâu ấy. Một loạt các ấn ở đây này. Tôi ơi, giọng hay thế. Hay đâu anh ơi, khúc pháp luôn. Giọng này to vang đấy. Hả? Giọng to vang đấy. Mã. Mã. Tao tiếng to nghề bố, sao vậy? Chắc mẹ áo này cái này không kia lại ha. Đâu cái của nó đi, cái này tao đố về thôi. Đâu mà? Tính. Tính của ông Việt này mang cái cất cho nó một cái. Hả? Tính cái tính tòng này tháo ra rồi để trong túi rồi. Lắm mình lục lắc mấy. Thầy ơi, thầy này, thầy này là then gì ạ? Thầy là then gì ạ? Thông. Then gì? Thông thông. Then thông á? Thế còn thầy này? Dũng. Thầy Dũng à? Ô thầy kia chạy rồi. Thầy kia chạy rồi. Thầy then linh này. Thế còn thầy đây? Đây. Em ơi. Hả? Then hàng. Then hàng á? Em à. Em ơi. A1. Đây đang giới thiệu đây. Then Vĩnh tặng cho một cái đàn tính cho mày khen đây. À, then Vĩnh đàn tặng đàn tính à? Đây, đàn tính tòng đây này. Đẹp nhờ. Tính đồng. Ôi bằng đồng đấy. Cái này nếu mà không con Vĩnh tặng cho mày khen một cái đàn tính này. Nếu mà bằng đồng là hôm nào mang về nấu cơm được đấy. Được mà. Vâng. Được. Đây hai mẹ con này. Ôi hai mẹ con đây này. Đây là bầu đồng của đàn tính bằng đồng đây các bạn. Ở đằng sau có khắc hoa hồi đây. Diễn tượng cho Lạc Sơn. Ở đây có én đây. Làm bằng đồng này giọng nó vang lắm. À cái tiếng nó vang hay lắm. Còn đây là sẽ là con rồng. Diễn tượng cao quý nhất của nhà tướng. Có rồng đây, xong đây là có cái ấn. Ấn để chấn quỷ trừ tà. Trừ tà chấn quỷ ở đây là ấn. Ôi đẹp quá. Đàn tính là tính gấp các bạn. Tính gấp. Có thể nối vào với nhau để gảy đàn xong là mình lại tháo ra để cất đi cho nó gọn. Ừ, rất là gọn và nó rất là tiện ích trong có thể đi xa về gần đấy. Tuyệt vời quá. Còn đây là cái tua đàn đấy. Gọi là tua bướm. À tua bướm. Gọi là con bướm phải không? À, tua đàn. Thế mình cứ gọi là con bướm cho nó dễ. Vâng. Thế là hôm nay thầy Vĩnh Hoàng tặng cho bạn em này. Đây là trị giá 2 triệu. Giá trị 2 triệu thôi. 2 triệu quá nhỉ? À, đẹp quá nhỉ? Đẹp mà. Ừ, thích thật đấy. Đang định hỏi tên các thầy nhưng mà chưa kịp hỏi. Ở giữa cái then lộc, ở bên trong cạnh then lộc kia là then gì ạ? Đức. Hả? Đức chồng kia. Vâng, con trai ấy. Đức à? Then Đức. Ở cao lộc á? Còn then đứng kia là gì ạ? Cao lộc. Then đứng kia là then gì? Đẹp đẹp. Đẹp. Đứng là thêm hiếu. Thêm hiếu. Thêm hiếu là thêm gì? Đây là thêm hiếu là dạo. Thêm hiếu á? Ừ, thêm hiếu là dạo. Là dạo à? Ừ. Thêm này trẻ nhỉ? Không trẻ rồi, già lắm rồi. Được 30 chưa? Ôi, 4 mấy rồi. 4 mấy rồi á? Vâng. Thế còn thêm áo trắng cao kia. Thế này á. À không phải, ngồi con. Đâu rồi? Thêm Vĩnh Hoàng biết rồi. Thêm ngồi áo đen lên này. Thế này á? Thế này ngồi nè. Vâng. Hiếu Khánh Khê. Hiếu Khánh Khê, hai hiếu liền. Hiếu là tạo đây. Hiếu là tạo. Hai người tên Hiếu, hai người tên Hiếu nhìn giống nhau đấy nhỉ? Xin thưa quý vị và các bạn, mình xin giới thiệu các thành phần trong ban tổ chức đây. Đây chính là tổ trưởng ban giám khảo, là tổ sư cốc pháp là ở đây ra. Tổ sư cốc pháp đây. Đây là mẹ thầy mẹ tổ đấy, gọi là cốc chó đấy. Đây là then này ở dưới hô lúng là then linh. Then linh hô lúng ở dưới hô lúng lên. Hô lúng.
Còn đây là Thêm Tâm luôn. Thêm Tâm cũng là đều là đệ tử của mẹ Khép hết. Vâng. Đây là Thêm Dũng ở bản Thí. Thêm Dũng bản Thí. Còn đây là Thêm Tâm, à đây là Thêm Hà. Thêm Hà, Thêm A. Đây là đây 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 này đây. Đây sẽ là Thêm Tâm ở bản Thí đây. Thế là hai Thêm Tâm à? Vâng. Một Tâm lớn và Tâm bé. Thêm được lâu ấy. Đây là Thêm Tiên nhá. Người trong cùng con gái kia là Thêm Tiên đấy. Thêm Tiên à? Đây, và đây là Thêm Hiếu. Thêm Hiếu. Thêm Hiếu con Khê đây. Đây là Thêm Thế Tài. Thêm Tài đang đứng kia phải không? Đây, Thêm Tài đây, Thêm Tài đây. À, Thêm Tài. Thêm Tài ơi. Đây, Thêm Tài đây. Đấy. Xin chào. Thêm Tài đâu. Thêm Tài đâu. Thêm Tài đâu. Thêm Thế Tài. Vâng. Không phải Thêm Thế Tài đấy. Nhìn thấy hết rồi. Thêm Vĩnh Hoàng giới thiệu biết hết rồi. Đây là Thêm Ngân Kim Ngân Đồng Xuyến đây, vàng bạc đây. Kim Ngân Đồng Xuyến đây. Thêm Lộc và Pa Phật Văn An Chiến Thắng. Pa Phật Văn An Chiến Thắng. Và người trong kia đội mũ tàu kia là Thêm Đức ở đường tàu Cao Lộc. Đường tàu Cao Lộc à? Vâng. À. Và người đang nói nãy giờ đây là Thêm Vĩnh Hoàng ở Thác Mạ nha các bạn. Thác Mạ. À. Cảm ơn Thêm Hoàng nhá. Cảm ơn Thêm Vĩnh Hoàng nhá. À, hy vọng các bạn sẽ có một cái nhìn cận cảnh hơn về cái buổi đấu then của chúng tôi. Đây là đấu then cấp sắc. Và tăng chức, tăng binh, tăng mạ là sẽ là một cái quãng đường rất là gian nan. Các quan then sẽ điều khiển sẽ là tiến lễ gọi là xê lễ xê lẩu lên đến thiên đình để trình báo cái việc ngày hôm nay, để mà trên thiên đình Ngọc Hoàng sẽ gọi là tăng ban binh mã xuống để tăng chức lên để cứu dân độ thế cho then trẻ kia không? Then trẻ kia là con của then luôn nhỉ? Là con của then vừa là con thớ vừa là con đẻ luôn. Giỏi nha. Vâng ạ. Vâng. Then kia chưa vào. Không nặng tay em Thanh Tâm đến đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem các thầy làm lễ nhá. Đấy, ôi, nghe đông vật. Bà ấy đến hết chưa? Bà? Các con thầy đến hết chưa? Còn một con nữa. À, nhưng mà không đến đủ 16 đâu phải không? Có mà. Đến hết à? À. Bây giờ có rồi nhưng mà vâng. Hết. Hai con nữa. Hết rồi. Tên hai bốn, sáu. Hai người nữa. Đến sau một tí. Còn hai người đấy. Vâng. Ba bốn, năm sáu, bảy, tám, chín, mười. Hai người còn ba người nữa. 13. Còn ba người nữa. 13, thế là còn ba người nữa. Là 16, 13 người rồi. Có cái mũ nào cho mình mượn mình đội với? Hơi lạnh đầu à? Mua thầy thì các người mà không đổi được, chỉ có trong tầm mới đổi được. Không được đổi à? À không đổi được. Cử công cáo. Thấy đội đẹp. Tại vì mua này nó đã ban ấn xuống rồi, đã làm phép xuống rồi. À làm phép rồi phải không? Đội vào nặng đầu lắm ấy nhỉ? Nếu mà người ngoài ấy, người mà sẽ bị nhức đầu chóng mặt say sẩm. À. Bye.
ba 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 Các cô đang nghịch cái gì đây? Cô đang làm cái trà mạ là. Hả? Đang làm cái trà mạ cái kia lúc nãy còn tháo. Đang đọc cái đấy. Đang hát đây phải không? Ừ. Thành tâm đấy phải không? Trà mạ các cô đang làm trà mạ. Trà mạ à? Thì nó tối nay là lấy cái ngà treo vào cái khu này á. Treo vào cái trà mạ. Vâng. Tối nay là lấy cái ngà treo vào cái trà mạ đó được. Làm cái trà mạ. Hả? Trần Vĩnh Hoàng hát đi. Thì mới hát à? Thank you.
Bắt đầu phải chỉ ra bắt đầu phải trong tháng vương thái tạo cậu phải chỉ ra
Thank you.
Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Ăn cơm rồi.
Thầy nghỉ cái ngày rồi. Đến giờ rồi, xin chào các vị nọ. Vâng. มันมากเลยไปเจ้าลองท้องสองมาเลยท้องสองมาเลยกินดอกกินดอกให้มันเป็นติ่งนะกินปีกินขี้โมงยา